được, ta mừng vui hớn hở, mất ta khổ sầu bi lụy, thắng ta cũng hớn hở mừng vui, thua thì ta đau đau buồn rơi lệ, có phải không? Có cái gì đấy, có danh có vọng, ta mừng hớn hở, mất danh vọng là ta đau khổ, có khi đến muốn chết, thưa đại chúng. Đấy, cho nên chỉ trong hai cái chữ có không được mất này là nó làm chúng ta rất là khổ. Nhưng mà thưa đại chúng ấy, cái chữ có không phải cái gì có cũng làm cho ta hạnh phúc đâu, mà không phải cái gì không là làm cho ta đau khổ đâu, thưa đại chúng, đúng không? Có tiền có thể làm cho ta vui, có danh vọng làm cho ta vui, à, nhưng có những cái có gì làm chúng ta khổ đại chúng? Có bệnh khổ không thưa đại chúng? Có bệnh là khổ. Có bệnh là khổ. Có người ghét mình làm mình khổ, đấy cũng là có đấy thưa đại chúng. Đấy, thế còn mất không phải đã là buồn, phải không? À, mất đi những cái ta không muốn là ta vui, phải không? Không có những cái ta không thích là ta vui, phải không? Ta không có những người ghét mình, phải không? Ta không có bệnh là ta vui, đó. Thế thưa đại chúng nhé, nhưng mà thực sự hai chữ có không được mất này nó làm cho tâm ta rất là trao đảo. Đại chúng cứ kiểm mình từ sáng và đến tối đi, chúng ta chỉ quanh quẩn mấy cái chữ này thôi, được hay là mất, có hay là không, thắng hay là thua, làm ăn phen này không biết thắng hay thua, hiểu không? Đó, cứ như vậy thôi. À, đó, những cái chữ này nó làm chúng ta rất khổ, chúng ta khổ trong mấy cái cụm này thế đấy thưa đại chúng.